Ở đâu lên lên xe vậy ông nội? Ủa chú, sao chú ăn mặc nhìn xốc xếch thì ghê quá vậy chú? Mà hôi quá vậy? Trời ơi, thua ông bán vé số nữa. Lên xe gì, hỏi xe làm sao? Mày biết rồi mày làm giống ông chủ à. Tao tài xế, mày lên sau ngồi đi. Thì đó, mày nhìn là tưởng con là ông chủ, nhìn chú giống như tài xế vậy á. Lấy xe rồi lấy xe đi. Về đi đâu chú, hôi quá, đi nhanh nhanh đi, không chịu nổi. Trở về công ty đi, tao có công chuyện gấp. Trời ơi, chú mặc đồ gì của công ty hả? Ai cho chú vô? Mày có chuẩn bị bộ đồ cho tao không? Ghê quá. Thì chạy lên khúc vắng thì tao thay đồ luôn. Thay đồ xe luôn hả? Thì thay trên xe chứ xe đâu? Xe tao tao muốn làm gì tao làm chứ mày hỏi gì với Minh Dượng? Con chú có vợ rồi thay đồ ghê quá. Vậy vừa chạy xe vừa nhắm mắt á. Sạp quá. Thôi quá. Mày uống thuốc chưa? Thôi đi, hồi quá. Minh này ẩu ghê luôn á. Xe cộ mà không bấm xuống. Trời sao trên xe ba là có mấy cái đồ này thấy ghê quá vậy. À, anh Minh, sao trên xe ba mấy cái đồ gì thấy ghê vậy? À đâu có tôi. Tôi mặc mà chưa đem về giặt gửi để xe đỡ. Mấy cái đồ cá nhân như vậy mai mốt đừng có để trên xe ba nha. Tôi thấy không hay chút nào hết á. Dạ, lần sau tôi không để đây nữa. Anh nghĩ cái chuyện này có lần sau nữa hả? Dạ. Đau tim thiệt chứ. Chú. Sao mày đau tim? Ủa, Quỳnh nó hỏi mày gì vậy? Nãy cô Quỳnh hỏi con á, đồ này của ai? Xong con lanh trí, con nói là đồ của con. Mà sao chú mặc cái bộ đồ mà nó hôi dữ vậy? Với lại nãy sao không kêu vô sân bay đón? Đón cái chỗ gì mà xa tích một hơi, kiếm muốn chết. Mày tao thấy tò mò quá giới hạn rồi đó nghe. Tao lo làm công việc cho nó tốt đi. Nhiệm vụ lái xe giặt đồ thì lo làm gì đó đi. Đừng có tò mò nhiều quá. Đây nè. Nha. Bỏ bụng vô thúng bưng về quê. Nhai gạo cho heo nái ăn á. Biết không? Chú nói vậy chứ dễ gì chú đuổi con. Với lại chú ăn cái gì mà mặc đồ hôi dữ vậy? Ủa? Mày nghĩ tao ăn cái gì mà mặc đồ mà hôi dữ gì gì vậy Minh? Mày nghĩ tao ăn cái gì? Chú ăn gì con ăn lấy. À, con cũng hôi nữa. Hôi hơn chú luôn. Mày hôi hơn tao chứ gì nữa không hôi hơn. Đứng đây mà tao chịu còn không nổi nữa nè. Tắm đi đi. Dạ. Thấy không? Công nhận ăn cái gì mà mặc đồ hôi dữ thiệt chứ. Mẹ. Cứng đầu kìa. Mày muốn cứng đầu kìa. Dạ con chào bà chủ. Nè, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, không được để đồ dơ trên xe của chủ tịch nữa, cậu biết chưa? Dạ con biết rồi bà chủ. Bữa nay lịch trình sao? Dạ bữa nay con chở ông chủ đi Vũng Tàu, rồi coi đua chó bà chủ. Dạ rồi đi ngắm hoàng hôn ngoài biển, rồi đi ăn hải sản, rồi ngủ lại đêm, rồi sáng về lại Sài Gòn bà chủ. Hết chưa? Dạ có nhiêu đó bà chủ. Thiệt không đó? Dạ thật. Coi chừng tôi đó nghe chưa? Dạ bà chủ đi cẩn thận ạ. Xíu lộ luôn. Thiệt nó gió khổ ghê. Chú. Gì? Hồi nãy bà chủ hỏi lịch trình đi công tác của chú á. Con nói chú đi Vũng Tàu gặp khách rồi đua chó. Đi coi đua chó chứ tao chó đâu mà đua. Dạ. Rồi chú đi ăn hải sản rồi đi ngắm hoàng hôn. Chú phải nói y như con nha, chứ không thôi là ông nội con cũng đậu chú khô luôn á. Biết rồi.
Mày sao cỡ này nói nhiều quá. Mày riết rồi đó, giống như giám đốc tao giống bằng vậy đó. Nó cũng mơ ước của con mà. Ráng phấn đấu. Ráng chờ đi con. Dạ. 80 năm nữa, nghe không? Dạ. Chờ nổi không? Dạ, cố gắng. Cố gắng phấn đấu đi ha. Dạ, nhưng mà giờ chú xuống đây rồi con đi đâu chú? Thì mày muốn đi đâu đó đi, lấy xe tao đi chơi đi. Muốn đi đâu đi, Đà Lạt, Vũng Tàu gì đó đi cho nó đã đi. Chừng nào tao điện có mặt được rồi. Không, con không đi Đà Lạt, Vũng Tàu đâu. Cho con mượn xe con chở má bạn gái con đi bơi được không? Mày chở nguyên dòng họ bạn gái mày đi chơi cũng được nữa. Nhưng mà tao điện là phải có mặt liền nha. Tao đi 2-3 ngày tao mới về á. 2 ngày hả chú? Vậy phải đổi lịch trình chứ đi bơi không chán lắm. Đổi đi chứ mày bơi 2-3 ngày trúng nước chết à. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Vậy nha. Dạ. Rồi tao đâu? Chú thay đồ trên xe luôn hả? Thì thay đồ trên xe chứ thay đâu. Chú có vợ mà tối ngày thay đồ trước mặt người ta hoài. Ủa, ai biểu mày dòm vậy? Hả? Quay mặt quên kia. Quay lên đây thấy kiến chiếu hậu nữa nè. Để kiến chiếu hậu qua bên. Làm như là trong trắng vậy. Thằng này đúng thiệt, mệt. Cái gì? Cũng còn ngon dữ ha. Khùng quá đi. Công nhận cái bàn tay em nó mềm thiệt á. Một tuần rồi anh chưa được nắm nữa. Thiệt không? Ừ. Xin lỗi em nha. Tuần nay anh bận đi coi mấy cái resort. Công việc của chủ tịch bận lắm, không có thời gian dành cho em. Hôm nay anh sẽ dành cho em một ngày ha. Em cho anh cả đời còn được mà. Nói bậy. Một đời chờ được chứ thanh xuân nó qua rồi, không có lấy lại được. Anh là chủ tịch mà bận. Mẹ, anh bên kia. Rồi nhân viên kiếm tới hoài à. Đi. Mình... em đi em đi. Cậu hay quá ha, đang trong giờ làm mà dám lấy xe của chủ tịch đi hẹn hò riêng tư hả? Lấy cái áo nữa mà chú. Trời đất, cậu thiệt là quá đáng. Từ ngày mai nghỉ việc luôn cho tôi. Con đâu có tự tiện đâu bà chủ. Tại ông chủ kêu con lấy xe đi đâu đi, con mới hẹn vợ bạn uống cà phê chưa kịp uống bà tới. Vậy còn ông chủ đâu? Sao nói là đi Vũng Tàu 2 ngày mà bây giờ cậu lại ở đây? Con nói ông chủ đuổi việc con sao bà chủ? Nếu không nói thì tôi sẽ đuổi việc cậu đó. Vậy con phải nói hả? Anh có quyền im lặng, nhưng mà những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa đó. Tốt nhất là anh nên nói hết toàn bộ sự thật đi. Còn thế giới còn lại thì để mẹ con em lo, ok? Thiệt cái số con nó khổ ghê á. Không biết sao vừa lòng ông với vừa lòng bà nữa. Mà thôi để con nói đi. Hồi nãy con chở ông tới cái góc đường á. Rồi ông đi xuống. Rồi ông nói ông đi công chuyện, ông đi luôn. Rồi con mới lấy xe con lại, chưa uống cà phê nữa. Này bà uống cà phê con lấy. Giỡn mặt với cậu đó hả? Cậu nói có thiệt không đó? Con ăn ngăn trời cũng không dám nói dối bà nữa. Dạ chú, tới nơi rồi chú. Con xách cho. Ủa? Ba mới về. Sao mẹ con mà đứng đây? Mẹ con tôi biết ông về nên ra đón thôi mà. Vậy đó hả? Ba, để con ra xe lấy đồ vô cho ba nha. Cô chủ. Kiếm gì cô chủ? Cô tìm gì vậy con? Sao có cái vali không vậy ta? Dạ chứ cái gì nữa con. Nè, cái vali này mở ra được không? Dạ, ở đây đầu bơi của tôi với ông chủ không mà nhạy cảm lắm, sợ cô không dám câu. Ủa có chuyện gì hả con? Dạ đâu có, là con thấy ba đi du lịch á, con tưởng ba mua ghẹ hay mua đồ biển về con lấy xuống nấu. Dạ hả? Không có gì đâu ông. Công việc vẫn ổn hết hả ông? Ông đi gặp đối tác xong rồi có đi đâu đó chơi không? Cũng có đi tham quan vài ba chỗ. Vừa đi vừa làm việc với đối tác vậy mà. Chỉ tham quan thôi hả? Vậy ông có tắm biển không? Sóng lớn quá không có tắm. Không biết đối tác nào quan trọng mà ông phải đi tới 2 ngày lận. Mà công việc có trục trặc gì không? Sao tự nhiên ông đi đột xuất quá vậy? Ông giấu tôi chuyện gì đúng không?
Thì ra mẹ con bà ra đây đón tôi là cái chuyện này đó hả? Con Quỳnh còn ra làm sao lục cốp xe đồ nữa, kiếm ghẹ đồ nữa hả? Thiệt, tôi chán cái đa nghi của mẹ con bà quá. Chán gì? Tại ông lạ quá mà. Bà mới lạ. Nếu không có gì thì thôi. Mà tôi nói ông nghe nè, bây giờ á chuyện nhà đã có tôi lo liệu rồi. Còn chuyện công ty á đã có mấy đứa nhỏ lo. Ông đừng có lao lực quá, không là ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Mẹ nói đúng á ba. Lâu lâu á ba mới về sớm bữa, để con vô con nấu mấy món mà ba thích ăn nha. Ba vô tắm rửa rồi ăn cơm. Cảm ơn con gái nha. Dạ. Dạ chú xách giùm con luôn chú, con xe. Dạ con đi cất xe nha bà chủ. Anh Minh đứng lại. Mẹ, con thấy cha này nghi lắm nha. Hay là anh Minh này nè, ảnh có âm mưu gì đó nên mới mượn xe của ba. Chứ con nghĩ ba không có làm chuyện gì giấu mẹ đâu. Cậu Minh, những gì con Quỳnh nói có đúng không? Dạ đúng rồi bà chủ. Có cái gì con khai cho bà chủ hết rồi. Còn cái chuyện sau đó ông chủ đi đâu thì con không biết. Con mà có nói láo bà chủ có đủ việc con. Thôi, để con vô chuẩn bị đồ ăn cho ba nha mẹ. Cậu không cần phải giấu đâu. Lát nữa đợi con Quyên nó về á, nó báo cáo tình hình thì mọi chuyện cũng sẽ lòi ra hết thôi. Bà chủ cho Quyên theo dõi con hả? Chứ còn gì nữa. Nhưng mà chắc không biết được gì đâu bà chủ ơi. Về rồi hả con? Đúng đó. Sao rồi hả? Mẹ, con có nghe lời mẹ đi theo dõi ba á. Cái xong con thấy cái xe ba đứng ở bên góc đường, con đứng ở bên đây nè. Cái tự nhiên đâu có một thằng nhóc bán vé số nó tới, nó mời con mua vé số rồi nó nói gì tùm lum tà la con không hiểu gì hết. Nó làm con phân tâm, cái con ngước lên. Con ngước lên con thấy cái gì hả? Cái không thấy gì hết trơn, xe ba đi đâu mất tiêu. Trời ơi, có nhiêu đó chuyện mà cũng làm không xong nữa. Đúng là vô dụng mà. Anh Minh, em á hả là em nghi ngờ anh lắm đó nha. Nghĩ gì nghi? Rồi em có mua vé số không? Trời, biết ngay là ông này giở trò mà. Dạ, gãy chân anh ơi. Vé số, lần sau hả, lần có thoát được với em đâu. Trời ơi, gãy dây luôn rồi. Ông chủ ơi, cho con nghỉ phép đi ông chủ. Tới chú. Ủa, sao bữa nay mày đậu xe chỗ mới vậy Minh? Thì lâu lâu đậu chỗ mới cho nó mới mẻ. Với lại đậu chỗ này mát, xe không bị gì. Vậy đó hả? Dạ. Mà chú ơi, thấy lo quá. Lo gì? Tại con giấu bà chủ, con giúp chú mà lỡ bà chủ có biết được, bà cạo đầu con, bà tu vào hắt rồi bà đuổi con đi. Không biết sao con sống nữa, rồi con lái xe cho chú quen rồi giờ. Thì sao? Được rồi, để tao nói giúp cho. Chú nói con ha. Ừ, giờ tao đi à. Dạ, chú đi. Mày lấy xe đi đâu đi, thoải mái đi chơi đi, ha. Giờ nào cần người ta gọi lại cứ sao. Bởi vậy thương chú con nhiều đó, hết rồi. Vậy nghe. Sống kiểu này hồi hộp quá. Thôi kệ, được ngày nào hay ngày đó. Miễn sao xách xe chở má thằng ghệ đi bơi là vui. Wow, đúng là một cú lừa quá hoàn hảo. Làm gì nhảy nhưng khí đột vậy? Thì tại vui quá. Vui gì? Em vừa vui mà vừa giận nha. Chú Màu lừa em. Ông lừa em cái gì? Hồi xưa chú Màu làm ở tiệm mì cũ á. Chú Màu nói chú Màu khổ lắm. Chú Màu đi làm công việc tay chân á là để trang trải cuộc sống. Ai có ngờ đâu, chú Màu là chủ tịch công ty bất động sản. Ngu như mày bị ông lừa phải rồi. Thông minh như tao còn bị ông lừa mà. Anh chị em ngu hả? Câu này thông minh đó. Cảm ơn anh. Dạ chú xin lỗi. Dạ. Chú Màu, bắt đắc dĩ chú mới nói vậy. Chú nói thật sợ người ta không nhận chú vô làm. Chú có gì đâu xin lỗi. Con mới là người cần cảm ơn chú nè. Hồi xưa á, đụng cái gì là con làm cái đó.
giờ đi theo chú con thấy tương lai rồi nha. Con hứa sẽ dùng 100% năng lực để phát triển tiệm bánh mì. Này, 100% năng lực phát hết tờ này, anh phát hết nhiêu đây, coi nào phát nhanh hơn. Thấy chú Mạo chơi chơi. Dạ, cố gắng nha. Dạ. Bánh mì ông Mạo, bánh mì ông Mạo mới khai trương ngon lắm bà con ơi. Bánh mì ông Mạo mới khai trương ngon lắm, mới khai trương. Bánh mì ông Mạo mới khai trương ngon lắm. Thử nha, thử nha, thử nha. Bánh mì ông Mạo mới khai trương, bánh mì ông Mạo mới khai trương. Bánh mì ông Mạo mới khai trương ngon lắm. Ủa anh sao vậy? Anh nói là hai anh em mình thi đua với nhau phát, anh đứng im ru à? Người ta đi ngang không thèm phát luôn là sao? Mày á, mày lao động bằng tay chân, còn tao á phải lao động bằng trí óc, hiểu không? Chưa hiểu luôn. Thì tao phải làm cái gì, suy nghĩ cái gì nó phải ấn tượng, người ta phải chú ý tới quán mình. Nước phát bánh mì ống màu, bánh mì ống màu, bánh mì ống màu, nó rẻ tiền lắm, biết không? Nghĩ ra gì chưa? Bánh mì ống màu, kính chào quý khách. Bánh mì ông Màu đây, hân hạnh phục vụ quý khách. Bánh mì ông Màu hân hạnh phục vụ. Anh ủng hộ bánh mì ông Màu nha, ngon lắm. Tiệm em có bánh mì nào ngon vậy? Đó đó đó, em mời anh nhìn sơ qua. Đó, tiệm em có tất cả các loại bánh mì ăn cùng với nước sốt gia truyền ngon xuất sắc. Dạ mời anh. Thấy chú em nhiệt tình quá, anh đặt luôn 100 mẫu á. Anh đặt 100 mẫu hả? Ừ. 5 phút quá liền. Không, ngày mai. Ngày mai công ty của anh á làm hội chạy cho nhân viên, bởi vậy anh đặt cho mọi người ăn sáng. Vậy mai 7 giờ sáng em sẽ giao anh 100 mẫu. Ừ. Bánh mì ông Màu hơn anh một vụ quý khách. 7 giờ sáng giao tới địa chỉ này cho anh nha. Quy tính là hàng đầu, 7 giờ có mặt. Rồi, cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh nhiều ạ. Thượng lộ bình an nha anh. Yeah, chúng mình ơi. Làm thôi, làm thôi, làm thôi, làm thôi. Rồi. Lô chú nghe nè con. À, dạ chú Màu ơi, tụi con tới cửa tiệm từ sớm, sao chú không ra mở cửa tiệm? À, chú có sự cố chút xíu, chờ chú xử lý cái chú ra chú mở cửa cho tụi con liền nha. Chịu khó ngồi chờ chút nghe con. Chú tranh thủ nha, 100 mẫu bánh mì liền đó, giao trễ là chết luôn á. Rồi rồi chú biết rồi. Này, chưa có chịu đi lại đây đứng làm tao cái coi, lui trong mặt thằng chết. Làm gì vậy? Khách đi, khách đi. Dạ alo phát nghe. 6:30 rồi, sao còn chưa thấy giao bánh? Bộ quên hay gì? Cậu có biết bao nhiêu nhân viên của tôi đang đợi phần ăn sáng để tranh thủ tham gia hội chạy không hả? À, dạ không không, em không có quên đâu. Tụi em hẹn 7 giờ đúng không? Giờ mới 6:30 mà. Dạ dạ. À, chắc tôi nhầm. Mà nè, 7 giờ là đúng 7 giờ đó nha, không được trễ một phút đó. Dạ dạ, tụi em uy tín lắm, chắc chắn sẽ đúng giờ. Dạ dạ. Rồi 6:30 rồi, 7 giờ sao giao kịp? Sao mày ngồi yên hay quá vậy? Em hết đi nổi rồi. Anh, khách điện nữa là giờ sao? Mày giục cái điện thoại ra ngoài đường, người ta mua mày điện thoại khác. Không có được, phải tiếp khách đặt. Dạ, alo, bánh mì ông Màu xin nghe. 7 giờ rồi, sao còn chưa thấy giao bánh? Anh thông cảm nha, cho tụi em trễ chút xíu thôi, chút xíu thôi. Tôi không nói chuyện cậu nữa, tôi muốn gặp ông chủ của cậu. Không được tôi quỷ đơn nữa nha, 100 mẫu bánh mì đó. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Từ từ em sẽ gửi số qua liền, gửi số qua liền. Alo. Tôi là người đặt 100 mẫu bánh mì. Chú có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao không thấy động tĩnh gì giao bánh mì hết vậy? Rồi rồi rồi. Chú thông cảm nha. Nới thời gian ra cho tôi chút xíu đi. Chút xíu giao liền. Khuyến mãi 5 mẫu bánh mì không lấy tiền luôn. Còn cho chú 30 phút thôi đó nha. Chú mà chảy nãy quá, từ nay tụi con cạch mặt tiệm bánh mì của chú luôn đó. Rồi rồi rồi, tới liền, chờ chút xíu nha. Kỳ. Để đây một kỳ thiệt chứ. Ủa ba, sáng sớm mà làm gì vậy? Cái chìa khóa cửa tiệm ba để trong này nè, mà bây giờ đâu mất tiêu không thấy. Có khách là đặt bánh mì cả 100 mẫu chứ đâu phải ít đâu. Cái gì? 100 mẫu lận á hả? 100 mẫu đó. Tới giờ giao cho người ta mà giờ này cái chìa khóa đâu không biết. Ba tìm kỹ chưa? Ở trong đây là ở trong đây thôi chứ ai đâu mà lấy. Ba để đó đó.
Chết rồi, không có thiệt nè. Kỳ vậy ta? Ba phải cái này không ba? Ừ. Ủa sao, sao ở đó? Thôi nè, ba cầm ba ra tiệm lẹ đi chứ để mất mối đó. Chuyện này về nhà giải quyết sau. Nhớ để đây mà thiệt. Ừ, thôi ba đi nha. Dạ dạ. Đi cẩn thận nha ba. Ừ. Tội nghiệp ba quá. Rõ ràng chìa khóa tối hôm qua mình để đây mà. Sao giờ lại nằm chỗ khác? Không lẽ có người giấu? Tôi phát về kìa chú. Ủa sao mày không giao bánh mì mà mang về vậy? Em có tới đúng địa chỉ thì người ta nói không có nhận, điện thoại thì thuê bao, cho nên con đem về. Đâu mày đưa tao gọi lại thử coi. Để em gọi lại lần nữa coi sao. Bắt máy. Ở chung nghe. Đây. Anh ơi, anh nhắn lại cho em cái địa chỉ được không? Em giao bánh mì qua liền. Giao cái gì nữa mà giao. Cậu nhìn đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Làm ăn tắc trách như vậy, dẹp tiệm luôn đi. Anh ơi, 100 mẫu bánh mì liền đó, tụi em biết tính sao? Đó không phải là chuyện của tôi, tiệm của cậu tự ăn hết đi. Đưa chưa, đưa chú nghe coi. Nghe cái gì nữa, người ta nói vậy rồi. Thiệt, con tức dữ lắm mấy chú mà. Con mà phải như con làm sớm xíu nữa, con đem tới sớm. Không. Cái này bơm hàng đó chú. Buôn bán mà, bơm hàng là chuyện bình thường. Con cái là mình không lấy tiền cọc. Lần sau rút kinh nghiệm, lấy được khúc cũng đỡ. Chú Màu, con xin lỗi chú Màu nha. Cái này là do con tất trách, không có lấy thông tin khách hàng cho kỹ. Người tại chú đến trễ thôi. Nhưng mà không sao, chú có cách. Bây giờ hai đứa chịu khó nghe, xách bánh mì này nè, mời bà con ta ăn miễn phí, coi như mình quảng cáo sản phẩm của mình vậy đó. Dạ, cách này hay nè chú. Tụi con đi liền ha. Đi đi. Dạ, thì tụi con làm liền đi chú. Đi liền để hôm bánh mì nó nguội. Dạ. Đi đi. Con dạ. Đi chú. Ê. Gì? Em còn nhớ điệu nhảy không? Nhớ chứ. Trước khi mình đưa bánh mì người ta, mình phải nhảy cho người ta thích thú. Nhảy lại anh coi coi. Đây đây, cầm giùm em. Nè nè, anh coi em nhảy nè. Mày nhảy. Đây nè. Ôi, quên. Anh quên xíu. Nhảy dây hả? Anh đừng có làm rối. Nghiêm túc nha. Mày nhảy gì lộng cộng quá vậy? Tập lại đi, chưa có được đâu. Từ từ chứ. Tập lại cái đó ha. Tao không có thời gian, bây giờ mày ở đây mày nhảy khi nào được thì mày vô mày phát. Tao vô tao phát trước. Không, em nhảy được mà. Nhảy được rồi vô phát. Không, em nhảy được, anh cứ dậy hoài, em nhảy được lắm. Có khách đi, có người, có khán giả đi, em nhảy cho anh coi. Có người ăn bánh mì, em nhảy cho anh coi. Nè, sao bữa nay nhìn bà tâm trạng quá vậy? Bà kêu ra hẹn hò cà phê nãy giờ không nói tiếng nào chứ. Chắc tại nãy đi hơi nhiều cho nên giờ thấy mệt trong người thôi. Dạo này á, ổng làm ăn có được không vậy? Có ổn không? Tôi nghe chồng tôi nói hả, bây giờ thị trường bất động sản á, cạnh tranh khốc liệt lắm. Mình phải đầu tư á, hoành tráng, dữ dội thì người ta mới thích. Với lại tôi có cái chuyện này nè, tôi tính nhờ bà. Tôi có người bạn, có đứa con gái nó làm phóng viên mà muốn phỏng vấn anh Màu. Chị về chị nói ảnh giúp tôi được không? Để tôi hỏi thử nha. Nhưng mà sợ là không hứa trước được đó. Tại vì dạo này ổng bận dữ lắm. Ổng phải nghiên cứu chiến lược mở rộng dự án sang các tỉnh thành lớn. Cho nên là cũng chưa biết làm sao nữa. Dạ. Dạ con làm phiền mấy cô một chút. Dạ tiệm bánh mì ông Màu của tụi con mới vừa khai trương. Nói chung là mời mấy cô dùng thử. Đó, ông chủ quan tâm quý cái bánh mì lắm nha. Nhân viên là tự tuyển nè, từ khâu nước sốt nè, bánh mì nè, rồi nhân á là tự tay ông chủ tụi con làm luôn á. Không ăn đâu. Ủa, ai mà nhìn quen quen nè? Phải anh Màu không chị? Dạ, dạ đúng rồi đó cô. Ông chủ con là nói chung là làm bất động sản gì lớn lắm á, nhưng mà tâm huyết với bánh mì, cho nên chuyển sang bán bánh mì á. Hôm nào rảnh mấy cô ghé ủng hộ nha. Gần gần đây. Đã nói là không có ăn rồi mà. Còn qua bàn khác mời đi. Mời em ăn bánh mì. Nó không phải nổ với em chứ bánh mì là ngon hết sảy con bà bảy luôn á. Cái bánh mì này được kết tinh từ niềm đam mê vô bờ bến luôn ha. Cộng hành nè, cộng ngò nè, được chọn lọc rất là kỹ lưỡng của người làm ra nó. Em dùng thử đi. Nãy giờ anh nói em chán lắm hả? Bây giờ em vừa dùng thử bánh mì, vừa xem anh biểu diễn văn nghệ nha. Chờ cái thằng lũ đảng.
ai luôn anh? Không, anh không có nói em, anh nói thằng kia kìa. Chị này ông nội cũng đổ chú khô, thằng này gây quả nữa là trời. Anh nói là không ăn, cậu qua bàn khác mời đi. Bà, ông Màu bán bánh mì thiệt hả? Ồ, vậy là hay lắm á. Dạ, còn cái điều này dễ thương lắm. Dạ, khùng. Như sao bà? Cái gì khùng? Mẹ ăn bánh mì đi. Khách chưa ăn mẹ ăn cái gì? Để em nhảy hết coi cái. Dạ. Vui ha. Chín. Bánh mì, đưa bánh mì đây, đưa bánh mì đây. Tôi bận công việc phải về trước. Ủa? Hai người cứ thông thả nha. Cái gì kỳ vậy bà? Không hiểu luôn á. Mày khùng hả? Bà chủ đó, vợ chú Màu đó. Hàng chim thấy quen. Tao cho mày no xương luôn, đi về. Mà mày quen, đi về. Không có nấu sớm, tao sẽ nói đi cô. Anh Minh. Giờ sao? Sao trăng gì? Hết người mời mày đi mời bà chủ. Anh phải nấu em biết chứ em có biết gì đâu. Ủa mà em thấy bình thường mà. Ông chủ bán bánh mì, bà chủ ăn bánh mì, sai chỗ nào? Sai ở chỗ là bà chủ thích ông chủ bán đất chứ không thích ông chủ bán bánh mì. Ông lén lút ông đi học bánh mì, rồi ông gặp mày rồi ông kéo mày về làm. Rồi bây giờ á mày đi mời bánh mì về chủ. Kỳ này là mày hại ông rồi. Cứu em đi anh Minh. Cứu mày hả? Dạ. Ây da, anh Minh, anh Minh. Chú Màu. Chú Màu. À, dạ. Tụi con phát hết 99 ổ rồi. Còn ổ đói quá anh em ăn luôn. Sáng nó bơm có 100 mẫu. Phải nó bơm 200 mẫu mình phát đã luôn. Bà con ăn phái. Mới mở bán mà bà con người ta ăn, người ta khen ngon, người ta khoái vậy là tốt rồi. Dạ đúng rồi, khoái quá trời luôn chú. Mà chú Màu à. Con nói chuyện này chú Màu nghe đừng buồn con nha. Mình buôn bán mà cứ đi phát kiểu này hoài, một ngày nào đó chịu không nổi dẹp tiệm luôn rồi sao? Mày nói chuyện xui xẻo không à. Tao bỏ tiền tài xế qua phụ bán mì rồi dẹp tiệm rồi sao làm gì? Mua bán. Mấy đứa đừng có nói vụ dẹp tiệm. Không hên, phải không? Đây là bữa đầu. Mình cho khách ta ăn. À, mình không lấy tiền. Coi như mình quảng cáo sản phẩm của mình đi. Dạ. Để thu hút khách hàng, mình phải tìm tòi ra những cái mới để mà cạnh tranh với người ta. Dạ. Còn hứa chú Màu, con sẽ quyết tâm. Con không tin là con không làm được. Dạ, con cũng cố gắng theo chú, phụ chú luôn. Vậy nghe. Dạ. À, chào chú Màu. Ủa, chào anh. Ủa, Dương. Dạ. Khách quen hả? Mấy thằng ơi, lâu gặp quá ha. Dạ, chú. Xin lỗi. Dạ. À, con thấy mấy bạn ở trong công ty á, cầm tờ rơi của tiệm mình, nên con ghé qua thử, sẵn tiện con thăm chú luôn. Mấy thằng ơi, con công việc lu bu mà ghé thăm chú vậy là được quá rồi. Chỗ chú cháu thân tình, chú đừng khách sáo. Sẵn đây con ủng hộ tìm mình, con đặt 100 ổ thì mai chú giao cho con nha. 100 ổ hả? Dạ. Con đãi cho mấy đứa công ty ăn thử được không chú? Quá được chứ sao được. 100 ổ nha. Dạ. Phát ơi, mang hành cho anh Phát ơi. Dạ, tới liền. Đây đây anh. Đây sao nha? Ba ơi, con có mang chè cho mọi người nè. Hả? Lại là cô. Sao tự nhiên anh ở đây? Tôi mới là người hỏi cô á, sao tự nhiên lại ở đây? Ở đây là tiệm của ba tôi. Tôi là con gái cưng của ba tôi. Tôi ở đây là chuyện quá là bình thường. Nè, ở đây là tiệm của chú Màu. Tôi là nhân viên cưng của chú Màu. Tôi ở đây á cũng là chuyện quá bình thường. Nè. Không biết có phải là con gái không nữa. Ba mình khai trương mấy hôm rồi, bây giờ mới tới chúc mừng. Nè, tôi nói cho anh biết nha, tôi đã tới đây rồi. Mà hôm đó tôi chỉ gặp ba tôi với anh Minh thôi, chứ không có gặp cái đồ linh tinh nha anh. Đúng là một ngày bình minh tươi sáng. Anh mà còn lo đứng đây đôi co với tôi đi nha. Không có chăm chỉ phụ ba tôi là tôi nói ba tôi. Trời ơi, chắc tôi sợ cô à. Chú Màu là một người thông minh và sáng suốt, không phải như cô. Hở chút là đuổi ha. Nhân viên cưng. Dạ. Ông chủ không có đuổi được nhân viên cưng. Mà con cưng á, cắt lương nhân viên cưng được đó nha. Ủa anh nói gì kỳ hả? Nghe chưa? Em ăn bánh mì không? Anh làm cho ổ bánh mì là cẩm ha. Ngon lắm. Ăn là ghiền. Em sẽ không bị mấy thằng điên nó làm phiền. Ý anh nói em là thằng điên á hả? Đó, bị làm phiền nữa rồi đó. Ủa anh Minh, ba em đâu rồi anh Minh? Có khách đặt 100 mẫu, chú vô chú làm nước sốt để tặng cho người ta rồi.
Quyên tới hả con? Ba, mới bắt đầu tiệm bán được không ba? Cũng được. Nhờ Minh với ông Phát nè tích cực để phát tờ rơi. Khách giảng lai người ta tới cũng lai rai. Cũng nhờ bạn bè của ba ta ủng hộ. Nói chung là cũng được. Nhưng mà con thấy là chỉ nhờ vào tài năng của ba và sự chăm chỉ của anh Minh thôi. Còn ông này á hả? Dẹp đi. Em đừng có la nó tội nghiệp. Coi vậy chứ nó phụ anh nhiều lắm á. Anh thì chỉ làm bánh mì nè, làm nhân nè, làm rau, rửa cái tủ kiến. Còn nó thì giao bánh mì. Rồi gì nữa? Nhiều đó thôi á. Nhiều đó thôi hả? Thôi nhiều ghê. Nhiều ghê vậy. Nhưng mà đi giao hàng ngoài nắng cực, cực lắm. Đi đường ngụy biện giao hàng ai giao không được. Chạy chạy xe máy muốn chết hồi xuống nữa trốn gì nữa đúng không? Giỏi ra nắng đi, dám ăn nắng không? Nhưng dám mà... ăn nắng cả ngày không? Thôi đừng có cãi nữa. Làm đơn hàng xong chưa? Dạ còn 4 ổ nữa xong rồi chú. Ông Phát chuẩn bị đi giao hàng nè. Đứng đó cãi cái gì nữa? Dạ. Ông Quyên đi về. Hả? Ba, bây giờ mới lúc ăn chè ngon nè. Ông đi rồi. Có chè hả? Vô. Cảm ơn chị, ăn chè. Cảm ơn em. Dạ rồi. Đây của chị 15. Cho em số tiền. Ăn ngon với ủng hộ tụi em đó nha chị. Dạ cảm ơn chị. Ba. Ủa chú, chú giao bánh mì sao mà cái mặt chú như bánh bao vậy? Ủa, bộ có chuyện gì hả ba? Người ta đặt bánh mì lấy lòng mà. Em giao thiếu tới 30 ổ, tao cũng không biết nữa. Cái gì? Người gì đâu mà kỳ cục quá vậy? Sao anh không xử tụi nó? Sao không xử? Tôi tính giọng vô mặt đó luôn kìa. Người gì đâu mà khinh thường người khác, nói tới là tức. Sao mày không giọng đi mày còn tính nữa? Ừ. Em giơ tay tới đây rồi nè. Chú Màu cản rồi sao em quýnh? Xạo. Nhìn cái mặt của anh đó là tôi biết anh hèn rồi. Anh hèn anh không dám bảo vệ ba tôi cái gì. Tức thiệt. Còn cái ông đó nữa, người đâu mà thất đức. Có tôi ở đó là thế nào biết tay. Chú Màu nói gì đi chú Màu. Thôi, chú không muốn nghe nhắc tới chuyện này nữa. Bữa nay đóng cửa, nghỉ một bữa. Rồi bánh mì sao chú Màu? Là nguyên ngày nay ăn bánh mì đó ông nội. Trời trời thơm quá vậy trời. Hấp dẫn không? Trời Phật ơi mày nướng cái gì lâu dữ vậy Minh Dừa? Sắp xong rồi chú. Từ từ, phải nướng cho nó vàng, nó tươm mỡ nó mới ngon chú. Chú, hồi xưa con nghe là hành quân thần tốc thôi. Bây giờ được trải nghiệm sướng dễ sợ. Hồi tối hôm qua còn ở thành phố, đùng cái sáng nay về tới đây, đã vậy còn có xe bánh mì bán nữa chứ. Ghê thiệt. Thiệt nữa đêm nữa hôm mà kéo hai đứa đi với chú. Chú thấy ái nái ghê nha. Thôi cảm ơn hai đứa nhiều nha. Có gì đâu ái nái chú. Con với anh Minh được đồng hành cùng chú là vinh dự lắm luôn rồi. Mệt xíu mà chú nói câu này nghe mát ruột quá. Mốt đi xa hơn nữa nha chú. Trời đất ơi, đợi mày nướng thịt chắc đói xỉu luôn. Khác rồi. Thôi lấy ba ổ bánh mì nướng đi. Rồi nhét thịt vô, chan nước sốt vô làm trước cái đi. Để con, ba ổ bánh mì. Nè anh Minh, nướng đi, để cái chuyện khác nhanh. Mà chú con không hiểu sao mình lại về cái chỗ khỉ ho con gái này bán bánh mì chú có ai đâu chú. Muốn tìm lại hương vị ngày xưa đó, chú phải quay lại đây nè. Để tìm những người ta từng trải á, hồi xưa ta ăn bánh mì của má chú á, phải không? Để hỏi ý kiến của ta. Thành thử chú mới về đây chú bán bánh mì nè. Ê chú. Nếu mà như vậy á, là mình phải đi hỏi hết tất cả những người đã từng ăn bánh mì của mẹ chú. Ừ, tìm hỏi ý kiến người ta. Trời đất ơi, non nước này ai còn sống, chú má chú còn chết mà. Trời đất ơi, thì má tao chết thì cũng còn người sống chứ không lẽ chết hết nguyên xóm mà Minh Dừa. Mày nói gì kệ vậy, miệng mắm muối không à. Ờ ha, con thấy trong xóm này còn người sống. Con nhóc chứ kìa. Sáng mày đi ra đường mày không thấy tao đi lệnh hệnh chứ hả? Ê, trời anh Minh. Két nữa rồi. Cái thằng Minh này nó cứ cho ăn bánh mì sô-cô-la hoài nha. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Ủa Mau, Chèn ơi con về hồi nào vậy? Ủa gì tới trời đất ơi.
Dì Tư khỏe không? Ừ, khỏe. Mày Hằng ơi, lâu gặp quá vậy nè. Nhờ ba cái thuốc con gửi về mà bữa nay cái chân dì nó khỏe đi bình thường rồi đấy nè. Vậy đó hả? Ừ. Vậy tốt quá rồi. Ủa? Mà sao biết con ở đây ghé vậy? Ta nói bà con nói là ở xóm mình nó mới mở cái tiệm bán bánh mì. Nên dì Tư qua dì Tư coi thử đây nè. Ai về là con. Vui quá à. Ừ. Ủa, nhưng mà con nè. Dạ. Ở trên thành phố bộ con làm ăn không được hay sao? Có chuyện gì mà con lại về đây bán bánh mì vậy? Không có. Ừ. Con vẫn làm ăn bình thường. À. Nhưng mà con về đây bán bánh mì á, là vì sự mong muốn của má con. Con có hiếu như vậy á, má con ở trên đó cũng mừng lắm đó. Nhưng mà con làm hoài không ra được cái hương vị nước sốt ngày xưa của má con làm. Lúc má con làm con đi theo đó. Lúc đó con còn nhỏ, con không có nhớ gì hết. Con chỉ nhớ má con dặn á, là phơi xương vỗ quế. Ừ. Con cũng làm nước sốt bằng vỗ quế. Ừ. Nhưng mà nó không ra vị hương vị ngày xưa. À, vậy hả? Dì Tư có nhớ cái gì về nước sốt không dì Tư? Không. Dì Tư thì không nhớ mà cũng không có biết cái gì về cái vụ nước sốt á. Nhưng mà có một cái như vậy. Cái năm đó đó thì má con qua đời rồi. Con á thì đi lên thành phố lập nghiệp. Cái dì Tư qua giữ nhà nè, cái ra sau vườn đào đất để làm đất để trồng rau. À. Cái bữa đó dì Tư đào được cái hũ mà mở ra bên trong đó toàn là vỏ quế không à. Dì Tư nghĩ có khi nào má con ủ vỏ quế để làm nước sốt không nữa. Đúng rồi, chỉ là phơi xương hạ thổ. Cô nghĩ làm nước sốt á phải có cái vị quế phơi xương hạ thổ. Chắc là vậy đó. Cô cảm ơn dì Tư nha. Đúng rồi đó. Đúng rồi dì Tư ơi. Đúng rồi. Đúng rồi ơi. Dạ. Lên nói nghe nè. Dạ. Ai vậy con? Hai đứa này nó bán bánh mì chung với con. Đây là dì Tư của chú. Dạ bà Tư. Dạ chào bà Tư. Con. Chú tìm được hương vị nước sốt ngày xưa rồi. Dạ chú. Phơi xương hạ thổ. Trời ơi, phơi xương chú thì mình còn làm được chứ hạ thổ chú phải 60 người à. Mày nói cái đó Hạ Nguyệt. Mày chờ đi, từ từ tới 7 giờ nè. Chú nói không hên chú. Vỏ quế phơi xương hạ thổ. Vậy là tính ra lần này về quê chú Mạo không uổng công rồi. Bây giờ mình thể hiện sự quyết tâm á. Yeah cái chú. Yeah hả? Dạ. Bà Tư. Yeah. Dạ bánh mì của chị ạ. Hi, the wind is coming. Trời ơi, sao mà xinh tươi quá vậy, đúng là đẹp rạng ngời mà không chối ló. Là mặt trời của anh. Chào anh Minh. Chào cô gái vàng trong làng cà khịa. Hết vui. À Minh nói đúng á, trốn xuống tới đây rồi cũng theo xuống tới để mà cà khịa cho được nữa. Hai chàng trai vàng trong làng nói xàm. Nói gì á? Tôi biết ngay là tôi xuống đây là tôi sẽ gặp mặt của anh mà. Tôi đã tự dặn lòng mình là loại anh ra khỏi tầm mắt của mình. Bởi vì sao? Nhà bao việc, ai đâu mà rảnh đi cà khịa anh. Nhà bao việc hả? Vậy xuống đây làm chi? Nè, đừng có tưởng là tôi không biết. Cô xuống này để ngăn cản chú Mào bán bánh mì. Với lại cái chuyện mà cô giấu chìa khóa tiệm, làm cho tiệm mất đơn hàng lớn, đừng có tưởng tôi không biết nha. Tức cái gì? Tức cái gì? Tím người mà. Anh có rảnh đó, thì anh mua thêm muối, anh bỏ vô thức ăn của anh ăn cho não anh nó thêm nếp nhăn nha. Anh nói chuyện phải có suy nghĩ. Ai nói với anh là tôi giấu chìa khóa của ba tôi? Nếu mà tôi giấu chìa khóa của ba tôi á, mắc mới gì tôi đi tìm. Ai là người nói với anh điều đó? Ai? Anh Minh nói à. What? Cái gì vậy? Ngu đảng. Why man? Why? Giận dạng người nha. Nè, sao anh làm vậy với em? Tại sao lại vu oan giá họa cho em? Ê, anh là nội gián của mẹ em, đúng không? Anh là cái người nói cho mẹ em biết có một đơn hàng lớn, đúng không? Anh thề có trời, có đất, có xe bánh mì làm chứng. Anh cũng định nói mà làm sao dám nói được. Cái thằng tài xế mới nó nói đó. Tức thì cái ông tài xế mới này. Được rồi, lên Sài Gòn em sẽ xử ông sao. Em sẽ cho ổng từ mới chưa kịp cũ đi luôn. Đi nó qua bán bánh mì cho anh luôn. Anh không được lên tiếng. Ủa? Bà Xuân hả con? Ba! Trời ơi. Ba có nhớ con không? Nhớ con muốn đứt ruột, đứt gan luôn nè. Ba đi đâu mà lâu quá vậy? Ba có biết là hả? Ở nhà con phải sống với sự nghi ngờ của mẹ, sự dè dặt của chị hai, sự
dòm ngó của anh rể, sự im lặng của anh ba. Trời ơi, con muốn chết như là địa ngục vậy đó. Con phải nói dối cho ba nhiều lắm đó. Con có nói ba đâu không? Không, làm sao mà con dám nói ba dưới quê. Con nói với mẹ là ba đi du lịch cho khoai khỏa đầu óc. Rồi khi nào ba về, mẹ hỏi hoài đó. Công việc ở đây cũng gần xong rồi. Mai mốt á, ba con mình về chết, ba nói chuyện với mẹ con sao? Nhẹ nhàng, nhớ đâu quá. Ủa, chú, vậy tính ra Quyên ủng hộ mình hả chú? Không, tôi ủng hộ hay không ủng hộ gì ba tôi á, cũng không liên quan gì tới anh hết trơn á. Chuyện nhà tôi anh làm ơn làm phước đừng xí vô nha. Tôi dặn mày hoài xí vô hoài. Con Quyên á, nó ủng hộ chú từ nào giờ. Hai đứa đừng hiểu lầm, nó tội nghiệp nha. Dạ. Ai hiểu lầm đâu ba, chỉ có mấy cái người đàn ông á hả, không biết suy nghĩ, ăn nói xàm xí mới nói vậy thôi. Thôi nó không cần nữa, thôi mình đi về đi. Bà, nhỏ mới xuống chơi tự nhiên mày đuổi nó vậy? Thôi đi vô, à, mới xuống chơi vô, xách ra liền nó vô. Rí là được khi em chơi với ổng là anh gia nhập hội xàm boy với ổng rồi đó nha. Thôi đi gì? Dựng vàng người nha. Vậy nha, bớt xàm đi nha. Không biết chỗ này chi nữa, quả tới nữa rồi. Đẹp quá à. Em thấy cái khúc sông này sao? Công nhận á là cảnh của quê mình thanh bình ghê á. Nước sông ở đây mát lắm, với lại cảnh ở đây đẹp lắm. Bữa nay anh sẽ làm cho em 100 tấm ảnh luôn, em về em đăng Facebook. Chụp gì chụp dữ vậy, chụp phải sáng tạo đó nha. 180 khác kiểu nha. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, vậy được chưa? Rồi, đẹp. Nè, coi nè. Đẹp không? Đẹp á. Trời, công nhận, anh Minh chụp đẹp ghê nha. Ủa, mà xa vậy em cũng nhìn thấy nữa hả? Trời, chứ sao. Cảnh đẹp, mà em thì chắc chắn đẹp rồi. Nếu mà tấm hình xấu á, là chỉ có anh chụp em xấu thôi nha anh Minh. Dễ gì. Bây giờ anh chở em lại khúc sông kia, đẹp hơn nữa. Được á. Trời đất ơi, anh Minh, vô phụ bán bánh mì chứ chịu chịu ở đâu vậy? Ê, cái ông kia, vô duyên vừa thối đâu ra đây vậy? Chỗ tôi với anh Minh đó hả, đang chụp hình thưởng ngoạn, đâu ra nước phá đám vậy? Nè, cô muốn thưởng ngoạn á, cô muốn chụp hình hay muốn lấy cảnh đẹp gì á, thì cô tự cô làm đi. Anh Minh còn phải phụ tôi bán bánh mì nữa chứ. Anh Minh, chịu ở đây cho em. Đang bơi nè. Anh Minh, em á, anh đứng yên rồi đó, không có nghe lời ổng. Anh Minh, bơi đi cho em. Đứng yên. Anh Minh, chịu ở đây cho em. Anh Minh, anh không thương em hả? Chèo vô đây cho em. Đứng yên. Rồi giờ một là bơi vô, hai là đứng yên. Bơi vô. Rồi giờ anh bơi vô, hai đứng yên. Đứng yên. Nè, anh Minh, anh quên nhiệm vụ mình cái này là gì rồi hả? Chú là để phụ chú Màu, hỏi ý kiến mọi người, chứ đâu phải rảnh rỗi mà chèo xuồng chụp hình cho người ta. Thôi bơi vô Quyên ơi, nhắc tới chú Màu anh sợ lắm. Anh Minh, em nói anh đứng yên ở đây đi. Ba em chịu anh bao nhiêu lương em trả lại cho. Tôi không nổi đâu. Bơi vô lẹ, không em mét chú Màu bây giờ á. Má. Lên. Lên Quyên về. Không. Thôi, không lên, Quyên lên mình về nè. Về. Thôi bỏ nó mình đây đâu được. Thôi về đi, không lên thôi. Về Quyên. Ê, khoan, anh Minh, đợi em lên, đợi